Về phần lõi lọc nước các bạn, lõi lọc nước thì mình vẫn lâu nay mình vẫn bán và giới thiệu rất là nhiều nha. Đó, đây là máy lọc nước bên mình. Máy lọc nước thì mình lướt qua thôi nha các bạn. Đó, đây là con Aqua này, Aqua hai vòi, một vòi nóng, một vòi nóng nguội. Như con này thì hai vòi các bạn, không có bộ nóng nguội thì mình bán 3.3 triệu này. Đợt này mình giảm còn 3.1 triệu cho anh em nha, mình giảm 200.000. Thì con này thì nó dòng hai vòi nha các bạn, đây này. Thì con này giá trên thị trường nó khoảng 6.9 triệu á. Bên mình thì lúc nào cũng bán rẻ hơn thị trường rất nhiều. Đây là nước tinh khiết, đây là nước khoáng này, hai vòi. Và bên nội thất thì nó thì cũng gồm 9 lõi của Aqua nha các bạn. Thì nói chung là cái này mình cũng giới thiệu nhiều rồi. Bên mình đang bán chuyên hai dòng này. Thì nói chung là anh em mà muốn lắp đặt thì mình sẽ lắp đặt tại địa phương cho anh em luôn. Ví dụ như anh em ở trong khu vực nội thành phố thì mình sẽ lắp đặt cho anh em luôn. Đặt cho anh em nha. Đó. Thì cái này thì mình sẽ lắp đặt nha các bạn, mình lắp đặt cho anh em tại thành phố Quảng Ngãi, tại những cái huyện lân cận của thành phố. Thì cái này nói chung là anh em ở quanh thành phố cách khoảng 30-40 cây mình đều giao hết nha các bạn. Đó. Đây là máy hai vòi này, đường này mình giảm còn 3.1 triệu này các bạn. Còn cái máy mà hai vòi nhưng mà con này là hai vòi, một vòi nóng nguội, một vòi đây các bạn, nó có một vòi nóng nguội này và một vòi hai vòi nguội này và một vòi nóng này, đó là đều khoáng hết nha. Đó. Thì con này thì giá mới nó 7.9 triệu, giá thị trường 7.9 triệu đó các bạn. Thì bên mình vẫn giảm cho anh em là 200.000 nha, có nghĩa là mình sẽ giảm xuống còn 4.1 triệu nha các bạn, 4.3 triệu mình giảm còn 4.1 triệu và free ship tặng nhà anh em. Đó. Thì với những sản phẩm như thế này thì mình sẽ nhận cọc. Còn đây là cái nội thất của nó này các bạn, nội thất này thì đây các bạn, thì đây vẫn là bộ 9 lõi nha các bạn. Đó. Thì nó có 5 lõi khoáng và 4 cái hệ thống lõi lọc thô, 1 lõi RO. Đó. Thì con này nó có thêm cái bộ nóng nguội này. Đó. Cái đây là cái bộ nước nóng nha các bạn. Nó sẽ giúp cho chúng ta có một nguồn nước nóng, lúc nào trong nhà cũng có nước ấm, nước nóng để uống. Đây là con Aqua. Thì đợt này thì mình đang có chương trình giảm giá 200.000 cho sản phẩm này và bao ship luôn. Đó. Và mình cũng sẽ giao hàng miễn phí nha các bạn. Có nghĩa là mình sẽ giao hàng miễn phí trong khu vực khoảng tầm 30 đến 40 cây số. Này, thì các huyện như Tư Nghĩa, Sơn Tịnh rồi Mộ Đức gì đó là mình giao hàng hết nha. Đây, đây là giá này, 4.1 triệu cho cái máy này này. Về phần lõi các bạn, phần lõi thì mình sẽ có bộ lõi của nó này, lõi tốt của nó này các bạn. Ba lõi Aqua thì mình sẽ bán 130. Vẫn giá cũ thôi. Đây là ba cái lõi thô nó này các bạn. Ba lõi như này, giá là 130 cho các bạn thay thế định kỳ nha các bạn. Cái này thì mình giới thiệu nhiều lắm. Còn RO thì vẫn là 200.000 thôi. Lõi RO thì vẫn 200.000 một lõi thôi. Thì nếu mà các bạn muốn cái chất lượng nước của nhà các bạn nó ok hơn nữa các bạn, thì chúng ta nên mua một bộ như vậy. Thì một cái bộ trạm lọc thô như thế này thì bên mình đang bán nó là 450 cành. Đó, 450 cành cho cái bộ này. Đó, anh em nếu mà có nhu cầu mua thêm nha các bạn, mua lắp đặt. Thì cái bộ này thì chúng ta có thể dùng trực tiếp nước này để nấu ăn các bạn, nó đã lọc những cái cặn to hết rồi. Đó. Rồi ví dụ như anh em mà có nhu cầu mà thay thế lõi các bạn. Thì tí nữa anh em có thêm cái bộ này thì khi mà anh em mua máy lọc nước bên mình thì thường thường chúng ta hay mua kèm theo á. Chứ với cái bộ này thì 130.000 cho ba cái lõi thô này, để mai mốt chúng ta có thể thay vào ba cái lõi này các bạn. Cái này thì bản thân nó đã có lõi sẵn rồi nha, nhưng mà chúng ta có thể mua kèm để dành. Ba lõi thô này là 130.000 này. Đó. Và đây các bạn, đây là một cái bộ lọc phèn. Cái này gọi là bộ lọc phèn là nó trước cái bộ này nữa các bạn. Ví dụ như dạng chúng ta mà càng kỹ nữa, chúng ta mua cái bộ này, chúng ta đi trước cái bộ này nữa. Đó, thì nó càng sạch các bạn. Nó khi chúng ta xài thì cái này nó đã qua một lớp này rồi, nó giữ là tất cả các lọc phèn rồi. Phèn trong nước chúng ta có chúng đưa qua lọc thô. Lọc thô mới đưa qua máy này thì đảm bảo cái máy này anh em xài không bao giờ bị hư luôn các bạn. Thì cốt lõi của những cái máy lọc nước này là nó lọc những cái chất thô, mà cái máy mà càng sạch á thì nó sẽ càng bền nha. Và cái ống này á, anh em mua cái ống này thì nó đã có giá là 300.000 này. Và nếu anh em có mua thêm một cái đây phụ kiện cái lõi của nó để thay thế á, thì nó giá là 40. Con máy này, con máy của Sinhao. Sinhao thì một tập đoàn rất là lớn, chuyên sản xuất đồ điện máy nha các bạn. Điện máy, tủ lạnh, đồ cơm điện rồi đó.
Rồi, và nó chỉ còn một con cuối cùng các bạn. Con này là con cuối cùng của sinh hao này bên mình. Con này thì nó có 8 cấp độ lọc nha. Con này 8 cấp độ lọc. Giá mới của nó là 6.920. Video trước thì mình giảm 3.700. Video tiếp theo mình giảm 3.500. Hôm nay mình giảm cho anh em một cái giá 3.200 luôn nha. Đó. Video hôm nay giảm rất là sâu, 3.200 là bao ship luôn đó các bạn. Này, thì nội thất của con này nè các bạn. Anh em coi. Đó, nó cũng như bao con máy lọc nước RO khác thôi. Trong này thì nó sẽ có 4 cấp khoáng nha các bạn. Lõi khoáng diệt khuẩn bạc nano này, nó lõi tạo kiềm tính này các bạn. Nói chung là nó rất là nhiều thứ này. Ba loại thô thì cái đó lúc nãy mình có nói rồi các bạn. Anh em mà muốn thay thế ba cái loại thô này á thì chỉ việc mua cái này thôi, và để dành 2 tháng 3 tháng gì đó chúng ta thay thế một lần. Nếu nước nhờ chúng ta sạch, còn nước người ta quá bẩn thì một tháng chúng ta nên thay thế một lần các bạn. 130 cành cho cái đây thôi. Và còn nội thất của con máy này thì rất đẹp nha các bạn. Nó có một cái lõi đầu tiên để chúng ta nhìn thấy này, kiểm tra độ dơ này. Nó thì máy lọc nước bây giờ thì con nào nó cũng làm một lõi đầu tiên ở trong ấy đó. Và máy thì chắc chắn như này. Anh em có yêu cầu mà lắp đặt luôn thì mình, nếu trong thành phố thì mình sẽ miễn phí lắp đặt nha, mình sẽ chở tới nơi miễn phí lắp đặt. Còn anh em ngoài tỉnh thì có thể nhờ mình lắp sẵn. Rồi khi về nhà thì chúng ta chỉ việc đắp vòi cũng như là vô nước là chạy thôi. Rồi, con máy sinh hao với thiết kế đẹp như thế này, hai mặt kính. Cao cấp kính cường lực nha. 8 lõi, tinh khiết, 3.200 bao ship. Đây. Đấy. Rồi, và cuối cùng đó là con Kangaroo. Kangaroo này thì mình còn được con cuối cùng đó. Đây, nội thất của nó này các bạn. Con này là sở hữu 9 cấp độ lọc nha các bạn. Với 9 cấp lọc này thì nó sẽ gồm có 6 cái lõi, 5 cái lõi khoáng các bạn. 4 cái lõi thô, 1 RO và 3 và 5 lõi khoáng thì nó sẽ ra gọi là máy là 9 cấp lọc. Trong này thì ở đây thì Kangaroo thì một thương hiệu chuyên máy lọc nước các bạn. Cái máy lọc nước Kangaroo thì chúng ta hồi vừa rồi. Đó, có tem bảo hành nhãn sức, bảo hành tất cả những máy này bảo hành 1 năm cho anh em nha. Đó, motor RO rồi mấy cái lõi kia. Kangaroo thì nó nhiều màu sắc lắm các bạn. Thì anh em mua cái con này thì liên hệ với mình. Giá gốc của nó là 7.350. Trong video trước là 3.600 này, mình giảm 3.400 này. Hôm nay mình giảm còn 3.100 đây các bạn. Đó, video này giảm 3.100 cho các bạn luôn. Anh em mua Kangaroo là 3.100 nha, bao ship. Còn 9 lõi này, mặt này là mặt kính nha các bạn. Mặt này mặt kính. Hai mặt kính. Đó. Rồi, ok, đó là về máy lọc nước. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ mình đến với sản phẩm tiếp theo. Các bạn. Đầu tiên là mình giới thiệu cho anh em là cái bộ chuông báo động này. Cái bộ này đầu tiên video mình có giới thiệu rồi đấy. Chuông báo động. Thì trong cái bộ này các bạn, nó được cái là nó có cho chúng ta làm cái này, cái miếng này thì mình không biết công dụng là gì này. Đó, mình không nói. Cái miếng như miếng đề can gì đó. Đó. Và hai cái miếng này á là miếng 500. Này, 500 này một cái chúng ta dán vô tường. Đó, một cái chúng ta dán lên máy. Này. Để anh chị để chúng ta lúc chúng ta thay pin rồi đó các bạn, nó dễ dàng hơn nha. Chúng ta thay pin thì chúng ta một cái này chúng ta bỏ vô đây, chúng ta thay pin và chúng ta gửi ra gửi vô cho nó tiện. Đó. À, nó đi theo kèm chúng ta ba viên pin các bạn, nó rất là chu đáo nha. Và đây là cái máy chúng ta, nó nhỏ vậy thôi. Ở đây thì nó sẽ bỏ ba viên pin, pin có kèm theo. Nó có một cái chỗ để chúng ta treo này, hoặc là chúng ta dán 500 gì cũng được. Và trước là nó có một cái lò rất là to và một cái con cảm biến. Này, là con mắt cảm biến của nó này. Ở trên này nó có chúng ta là ba cái nút này, để mình giới thiệu chức năng có ba nút này cho các bạn coi luôn. Thì chúng ta cứ bỏ pin vô trong đây nha các bạn. Đây các bạn, thì bình thường là mình xài cái này nè các bạn. Bình thường là mình xài cái này, anh em ra coi nè. Ở hầu ngày xưa tới giờ á là mình dùng cái này. Cái này thì nó rườm rà lắm. Nó có hai bộ phận, một là cái chuông, hai là cái cục thu sóng. Và cái này thì chúng ta mua 400.000 một bộ các bạn, không rẻ đâu. Cái bộ này thì nó mắc tiền, tại vì con này thì nó rườm rà. Nó có một cái chuông và một cái kia. Thì bình thường chúng ta đi ngang qua này. Đó, cái này nó sẽ kêu. Thì cái đó cũng được thôi, mình cũng đang xài cái này thôi. Nhưng mà đợt này mình có về một cái nó hay quá, nó rẻ nữa. Là cái các bạn đang nghe đó. Đó. Để mình tắt luôn cái chuông to quá các bạn. Quan chi. Đó, hàng này là hàng của Trung Quốc nha. Nên nó có nói tiếng toàn tiếng Trung Quốc không các bạn, lại đây nè. Chúng ta bỏ viên pin vô đây.
3 viên pin như này chúng ta đóng nắp lại, còn cái miếng 500 kia chúng ta hít vào đây. Đó. Nếu chúng ta dùng cái miếng 500 còn lại chúng ta hít lên đây, thì nếu không dùng thì chúng ta có thể hít vào bất cứ một cái bề mặt kim loại, bề mặt sắt nào đó thì nó sẽ tự động hít như này. Đó. Hít này. Đó, nó hít rất là kỹ nha. Đó. Đó. Và trên này nó sẽ có 3 cái nút của chúng ta này, một là nút nguồn. Khai chi. Đó, đây là cái nút nguồn, mở là nguồn. Còn cái nút đây là nút là... cái nút đây là nút tam giác này. Là cái nút mà chúng ta chỉnh được âm thanh, ví dụ như một tiếng này nói bằng tiếng cổ. Đó các bạn. Công xỉ phá tài. Đó. Rồi chúng ta chọn tiếng chuông. Hello, welcome. Đó, tiếng Anh. Nhớ hảo, xin xử sổ quan mệnh. Sơn xa ban, xin chi tờ đá khả. Nhớ ý chi lụ chiên khổng chi ủy. Nhớ hảo, xin xảo sang xa phủ thi. Xin phủ hảo chan vận. Cái đây là... cái đây là âm lượng này các bạn. Đó, rất nhỏ này. Đó, trung này. To này. Đó, ba cái cửa âm lượng nha các bạn. Đó. Thì ba cửa nó nói nhiều quá các bạn. Tại vì con cái biến này nó nhảy quá mà đứng này là nó cơ động là nó liên tục. Đó, cái tiếng này nữa này. Đó, thì bây giờ mình ví dụ các bạn. Ví dụ như chúng ta đang loay hoay làm việc gì ở dưới nhà dưới, đúng không? Thì chúng ta không thể nào mà biết được khách vô hay ra. Chúng ta trường hợp chúng ta không biết khách ra vô các bạn, thì người ta mới vừa bước tới cửa này. Đó, cái con cá biến kia nó rộng, góc rộng nha các bạn, nó góc rộng. Mình để chỗ này nhưng mà mới tới này là nó đã kêu rồi đấy. Đó. Ví dụ như mà này, khách ở ngoài này vừa bước qua cái cửa này. Đó, nó kêu, nó báo động thì chúng ta sẽ biết được là khách tới, là chúng ta lên chúng ta tiếp đón. Đó, hoặc là ở nhà các bạn, chúng ta thường hay gắn cái này ở ngoài cái cửa trước á, hay ngoài cổng á. Thì ví dụ như trường hợp mà khách đến nhà thôi, là vô tình mà ví dụ như ăn trộm các bạn, mấy thằng bắt chó rồi mà nó đi vô mà nó gặp cái này là tự động nó kêu là nó bỏ nó chạy nha. Thì cái bộ này giá bên mình bán chỉ có 120 thôi, thay vì chúng ta mua cái bộ rườm rà kia nó tới 400.000, chúng ta mua cái bộ này chỉ có 120.000. Rồi tiếp theo các bạn, đây là bộ led, gọi là mình họ gọi là bộ led đuổi đó các bạn, nhưng mà tạm thời thì mình gọi là led pháo hoa đi, led cây thông Noel nha. Đó. Bộ này thì nó sẽ gồm có khi chúng ta mua về, chúng ta mở cái này ra này các bạn, thì trong này nó sẽ có một cái catalog, quên, một cái hướng dẫn gì đó. Đó, một cuộn này và một cái control. Đó, cái remote thì để xíu nữa mình lấy cái bên ngoài cho các bạn coi. Đó, thì cái này là cuộn dây này nó 10 mét này. Ví dụ như nhà chúng ta mà Tết chúng ta trang trí cây mai, cái thông Noel, hay là chúng ta trang trí hồ cá cũng được các bạn. Cái con này led này nó đặc biệt, nó chống nước 100% này, mà em coi này. Đó, chống nước là từ cái chỗ này chạy lên nha các bạn. Còn cái USB này nó không có chống nước, anh em đưa cái này vô trong khô ráo, còn chúng ta đưa cái này ra ngoài. Đó, thì đây anh em coi, led này chống nước 100% luôn nha. Xung quanh con led là nó bao bằng một lớp silicon rất là to, rất là kỹ như thế này, không có bị, không bao giờ mà bị hư được cái này đâu nha. Cứ ngắt cứ ngơ luôn. Thì cứ cách nhau là khoảng 10 phân các bạn, chưa tới 10 phân đâu, chắc mình cho 10 phân đi là một con led đó. Thì con này thì mình muốn test luôn cái chế độ chống nước của nó cho các bạn coi luôn, nhưng mà giờ này thì không làm được nha. Thì con này chống nước, thì chúng ta chống nước thì được cái là chúng ta có thể treo lên cây thông Noel ở ngoài trời này, hoặc là chúng ta treo lên cây mai được đó các bạn. Tết mà chúng ta có cây mai cũng là tôi quấn cái này lên rất đẹp nha. Thì một cụ như này là 10 mét, anh em mà coi thử cái nhà mình cây to cây nhỏ, hay là chúng ta có nhu cầu nhiều á, chúng ta mua, chúng ta mua cho nó đủ mét chúng ta làm đó. Thì cái này thì chúng ta xài á, thì nó sẽ có một cái control như thế này, một cái móc này. Trên cái móc này thì nó sẽ có rất là nhiều cái chức năng các bạn, bây giờ mình không liệt kê được hết đâu. Cũng nôm na là mấy cái chế độ sáng này, đặc biệt là cái chế độ nháy, nhấp nháy theo nhạc này các bạn. Nhấp nháy theo nhạc nó cũng khá là hay đấy các bạn. Đây thì mình có gắn sẵn rồi các bạn, mình không có cái thông Noel thì mình gắn lên cái cây cái thang đi. Bây giờ mình tắt điện luôn. Đây nó có một cái mã QR này các bạn, để chúng ta áp nha các bạn. Chúng ta dùng điện thoại để chúng ta quét cái app này, dùng cho cái USB này này, điều khiển qua điện thoại luôn. Còn không thì bình thường mình nghĩ cái này cũng chả ai cần thiết phải điều khiển điện thoại đâu. Chúng ta chỉ việc cắm cái này vô, chúng ta chỉ việc cắm cái này vô một cái cục sạc dự phòng. Bình thường chúng ta về chúng ta mua cái nha các bạn, mua cái USB á, chúng ta cắm vô. Tại chúng ta cắm vô thì chúng ta cứ bấm nút này, trên này nó có một cái nút, nếu trong trường hợp mắc mót thì chúng ta bấm nút này nó vẫn chuyển chế độ này.
Đó, nó chuyển chế độ. Đó, nó chuyển chế độ đủ thứ hết. Đây là chỉnh tay các bạn. Còn chỉnh mót thì nó vô vàng ứng dụng nha. Nó rất là nhiều cái kiểu đây này. Để mình tắt luôn cái điện này cho nó. Đó. Đó, bình thường hồi nãy là nó tối á, còn bây giờ là nó sáng này các bạn. Đây là cái mót này. Thì giờ ví dụ như mình chỉnh cái chế độ bấm đại đi các bạn. Đây là chế độ nhấp nháy này. Và nó sẽ đổi màu. Nó đổi màu lên xuống. Nó đổi màu tự ví dụ như đó, phải không? Cái chế độ này lung linh nha các bạn. Đó, chế độ này là nhấp nháy liên tục. Rồi nó đổi này. Nó lên xuống này xuống. Có rất nhiều chế độ. Đó. Hoặc là anh em nào mà ví dụ như Tết nhất là muốn hát karaoke làm như phòng 3, các bạn mua rất nhiều dây luôn, mua thiệt nhiều dây. Và nó có chế độ là nhấp nháy theo nhạc này các bạn. Đó, mình chỉnh chế độ này. Để mình yên lặng tí, nó nghe tiếng hồ cá nó cũng rung các bạn. Đó, chúng ta nếu mà chúng ta tác động một cái âm thanh lớn cho nó thì nó cái này mà nếu bây giờ mình không mở nhạc được nha các bạn, nếu mở nhạc được nó sẽ nhấp nháy rất là nhiều. Cái này mình để gần hồ cá nó nghe cái tiếng róc rách của hồ cá này. Cái chế độ này là chế độ nhấp nháy theo nhạc này các bạn. Thì cái này là trên cái mót nó điều khiển này các bạn. Cái mót này nó có hiện mấy cái điều khiển này. Về cứ theo này là. Còn một cái dây như thế này á thì giá nó chỉ có 95 cành thôi. Này, 95 cành cho một cái cọng dây như thế này. Đợt này thì gần Noel rồi các bạn. Cái thông Noel rồi, đợt này là chúng ta mua cái này về thì chúng ta bỏ vô nha. Rồi ok, giá 95.000 là đuổi. Nha các bạn, tiếp theo là cái hộp cốt này các bạn. Cái hộp cốt này á là nó hay hơn cái hộp cốt ngày xưa mình bán nha. Không phải hay hơn mà nó lại là một loại khác. Để mình lấy cái hộp cốt cũ cho mình coi. Đây các bạn, thì đây là cái loại mà lúc trước mình có bán này. Đó, bây giờ mình vẫn bán nha các bạn. Tại này cái này là nó một cái công năng khác. Đó, cái này là cốt vuông. Chúng ta bóp này, chúng ta để nối đầu dây điện. Đây, thì cái này là 1.000 mấy trăm đầu á. Cái hộp này thì nó rẻ hơn. Đây các bạn, đây 1.000 mấy trăm đầu này. Thì cái cốt này là chúng ta bấm đầu dây điện, chúng ta lắp vô CB chống giật ở đó các bạn. Hay là chúng ta lắp tu điện tu đồ là nó rất là đa năng luôn á, từ nhỏ tới lớn. Và đi kèm cái kìm á, là cái kìm này. Cái kìm này thì nó sẽ bấm cái lỗ chúng ta là nó bấm đút cái đầu dây cho nó bấm lại. Thì một cái bộ như này á, bên mình đợt này là giá nó lên các bạn, anh em thông cảm nha. Khi nào lên giá thì mình sẽ theo giá thị trường mình lên là 200.000 nha các bạn. Đây là cái bộ này là nó có cái kìm á, là nó là 200 cành. Là cốt cộng kìm. Còn thấy mấy anh em có nhiều anh em rất là hỏi nhiều cái bộ này này thì mình có lưu ý thêm cho anh em bộ này. Bộ này là 310 chi tiết này. 301 chi tiết này các bạn. 300 như là 300 á. 300 chi tiết này các bạn. Đó, thì trong này thì nó sẽ có loại 10 đầu và 20 đầu trong này, rất là nhiều loại trong này. 120.000 cái bộ này này. Thì đối với cái bộ này thì chúng ta sẽ dùng cũng rất là nhiều công việc nha các bạn nhé. Có thể là làm bình ắc quy này, ắc quy mà loại gài các bạn, hoặc là chúng ta đấu nối CB đây này. Thì mình coi cho các loại này. Cái loại này này là chúng ta đấu vô những cái hộp thiết bị điện này các bạn. Đấy. Cái dây trong này. Cái này là loại kìm khác nha. Chúng ta dùng những cái kìm bấm cốt thông thường, thông dụng đó. Cái này là nó có cái kìm bấm cốt mà ở nhà chúng ta thường thường hay trang bị đó. Đó, thì cái kìm mà bình thường chúng ta mua những cái kìm đa năng thì nó sẽ có này. Cái kìm này mình đang hết hàng mất rồi, mình không còn nữa các bạn. Đó, chúng ta bấm bằng những cái đầu này. Ví dụ như ta bỏ dây điện như chúng ta bấm. Đó, chúng ta bỏ dây điện như chúng ta bóp cái kìm này. Đó, thì lớn nhỏ gì đó thì nó sẽ có cái cửa. Đúng không? Chúng ta bóp lại. Đây các bạn. Đây là cách thức hoạt động của cái bộ cốt này. Đó. Thì bộ cốt này á, anh em mua bộ cốt này thì gọi là bộ cốt mới nha. Không là là bộ cốt 300 chi tiết cũng được. Đó, có đủ loại hoặc là cốt đủ loại. Đó, thì nó sẽ có đầu tròn này. Đầu tròn này các bạn. Đó. Cái đầu này là đằng đồng nha các bạn. Bằng đồng nhưng mà người ta xi cho nó một cái lớp ngoài á nha. Cạo ra là nó màu đỏ không đó. Đó. Rồi có lớn có nhỏ này. Nhỏ lớn này. Rồi đầu ghim như thế này này các bạn. Đó. Đầu như cái nĩa đó. Trên này là có thông số hết nha các bạn. Rồi đây là mấy cái đầu nối dây điện này các bạn. Chúng ta ví dụ như chúng ta mà nối hai cái đầu dây điện á. Hay vì chúng ta băng keo băng cổ chúng ta bỏ cái này chúng ta bấm cái kịch lại. Hai đầu này đút cái hai đầu gì nó bắt cái kịch lại, nó cứng lại, nó sẽ
không rút ra rút vô được và nó an toàn nữa các bạn. Nó vừa có cách điện nữa. Thì nó có gì đó đây. Và cái này là cái rắc ắc quy này các bạn. Cái rắc này là cái rắc cắm hai cái đầu lại này. Đây. Chúng ta bấm code xong chúng ta gắn hai đầu lại này. Đấy. Vô cùng tiện lợi nha bạn, siêu tiện lợi. Cái này mình cũng ưng bán lâu lắm rồi nha bạn, bây giờ mới có nguồn hàng á bạn. Nguồn hàng giá tốt. Bộ này thì bình thường trên mạng người ta bán tới gần 200.000 á, 150 đến 200, mình bán 120 nha. Đó, bộ cốt nhiều đầu. Đó, còn cái bộ này các bạn, cái bộ này là bộ cốt kìm nha, kìm cộng cốt nha các bạn, là 200.000 á. Cái bộ này nó rẻ hơn nhưng mà nó có cái kìm này, cái kìm này hay lắm. Rồi 200.000 cho bộ này. Đây, tiếp theo là cái bộ chì nhựa thông và mỏ hàn. Combo thằng thánh đây các bạn. Rồi, một cái mỏ hàn như này, đây các bạn. Một cái mỏ hàn như này. Đây, gồm có đây các bạn, mỏ hàn thay đầu được bình thường nha. Mỏ hàn thay đầu được bình thường. Thì anh em mua một cái như thế này á, mua lẻ như thế này á là 70.000 này. 70.000 cho cái mỏ hàn này. Mỏ hàn là 70 này. Rồi chì. Chì thì bên mình cái loại này là loại rất xịn nha các bạn. Loại mà 63/37 này. Loại này hàng rất sướng nha, chì bóng. Mà nói chung là chì nó bóng mà nó như chúng ta hàng nhựa thông nó có pha sẵn trong này luôn. Nó bóng mà nó dễ chảy lắm các bạn. Mà hàng mỏ hàn nên đẹp lắm. Nó chì này. Đó, và đây là nhựa thông. Nhựa thông thì mình có hai dạng nhưng mà một loại nhưng mà nó làm đóng hộp hai kiểu. Một là đóng trong cái hũ như hũ dầu miên hồi xưa đấy. Dầu cù là chứ. Hai là nó đóng trong cái hộp giấy như này này, cái nào cũng tiện các bạn. Chúng ta xài ít nên chúng ta đi mua những cái này không cần phải mua nhiều nhưng mà chúng ta mua cái này được. Đó, thì mình bán là cái này là 10.000 này chì các bạn, 10.000 này, một tiếp như này nha. Nhựa thông là hai chục. Quên, nhựa thông là 10.000, chì là hai chục này. Đó, và mỏ hàn á là 70 đi. Thì combo này là 100.000 đúng không? Thì bây giờ nếu mà anh em mua một combo chì á, mình gọi là combo chì hàn. Combo chì này. Chì hàn nhựa này. Đó. Là anh em nếu mua như thế này là mình chỉ còn có 85 cạnh thôi. Nếu mua combo nha bạn, rất rẻ luôn. Anh em mua combo 3 món như này á là chỉ có 85.000 thôi, mà mua lẻ thì anh em phải chấp nhận cái giá nó lẻ nha. Đó, ok. Về cái phần mà điều khiển motor bơm nước các bạn thì mình đã cũng giới thiệu rất nhiều trong những video trước rồi. Tuy nhiên là hôm nay mình có về thêm một loại nữa và mình cũng sẽ giới thiệu cho anh em kỹ hơn và có video thực tế luôn nha các bạn. Video thì ở sau cái phần giới thiệu này sẽ có. Đầu tiên á là mình nói về cái bộ này. Đợt này thì nó có 3 loại nên mình sẽ nói là lớn, nhỏ và trung nha, cho nó dễ mua. Ví dụ như mình có bộ này. Bộ này á là 100.000 này. Mình gần là bộ nhỏ đi, 100k. Bộ trung á là 180k này, bộ trung này. Và bộ lớn là 280k. Đấy, sẽ có 3 mức giá như vậy. Thì ngày xưa thì mình bán cho bạn những cái bộ lớn và trung mà lớn hơn. Bây giờ này mình có thêm bộ nhỏ này. Thì cái đây á, thì công suất của cái bộ này á thì nó sẽ thấp hơn. Bộ này thì nó là 20A các bạn. Bộ này là 20A. Thì 20A thì motor một ngựa là chạy được nha các bạn. Cái motor mà anh em, những cái motor mà công suất 1000W đổ lại, hoặc là motor một ngựa là 750W, chúng ta mua những cái motor xài cho những motor nhỏ thì ok nha. Đó, thì bộ này nó cũng đầy đủ đồ, là nó có một cái remote này. Remote này thì chúng ta treo chìa khóa nó rất là tiện nha các bạn. Rất tiện. On off thôi, không có gì nhiều trong cái bị này. Và cái này thì cái phạm vi phát sóng của con này thì nó tầm khoảng 500m, lân quanh 500m là chúng ta xài ok. Nếu mà không có vật cản thì nó sẽ lên cái số, nhưng mà mình cứ bao cho anh em 500m đã. Và nó cũng có nút mở nhanh các bạn, tắt mở nhanh này các bạn. Ví dụ như chúng ta không cùng móc, chúng ta bấm vẫn được này. Đây là có cái dây, đây là cái dây gọi là cái dây để anten các bạn, tín hiệu nha. Thì chúng ta có thể dùng cái dây này, chúng ta ví dụ như chúng ta vật cản nó sao ở, chúng ta kéo cái dây này ra dài ra để bắt tín hiệu. Còn này là cái móc thì chúng ta treo chùm chìa khóa. Và cách lắp đặt á, thì khi chúng ta lắp đặt á thì chúng ta sẽ mở này lên.
nó sẽ có 1 2 3 4 các bạn. 1 2 3 4 thì 1 2 là vô, 3 4 ra thôi. 4 nó có 2 4 chân thôi, nó không có gì khó đâu. Đó, thì một bộ như này á, bộ nhỏ này cho mấy anh em dùng thiết bị nhỏ nha, bóng đèn, bóng đồ, motor một ngựa đổ lại, những dụng này là ok. Đó, công suất 20A, giá là 100.000. Đó, đây là điều khiển nhỏ này. Còn anh em mà ví dụ như có xài những cái motor mà tầm 2 ngựa mà hoặc là khoảng tầm 2.000W các bạn, thì và muốn cái độ xa nó xa hơn một chút, chúng ta dùng cái bộ này là 40A. Phạm vi điều khiển là trên lớp bán kính 1 cây số nha các bạn, bán kính 1 cây số là chúng ta dùng được. Thì cái này thì nó sẽ có cái móc nó to hơn. Đây, pin thì cũng nằm trong này nha. Pin này nó dễ lắm các bạn, mai mốt mà anh em mua lại xài mà nó có hết pin á, thì chúng ta lên Shopee chúng ta đặt 4.000 một viên pin 12V trong này. Cái móc thì nó sẽ có on off này, đó, on off mà là một nắp tre, đằng anten thì nó dài như thế này để chúng ta lỡ mà nó yếu sóng chúng ta kéo ra nha. Rồi cái hộp điều khiển này thì nó cũng đơn giản, nó cũng gọn. Đây cũng là 1 2 3 4 này, cũng có anten này, cũng giống như kia thôi, nhưng mà nó to hơn, nó bắt sóng xa hơn, công suất nó lớn hơn. Cái này thì anh em không chống nước nhau, anh em xài thì chúng ta bảo quản trong mua điều kiện là nó không có bị nước ngon gì hết, và nó không cần khởi động từ, cứ gắm vô là chạy, gắm là chạy, không cần có được khởi động từ, nên anh em rất là đơn giản trong cái quá trình sử dụng nha, không có lắp đặt gì không, cứ dây 2 dây ra 2 dây vô là xong. Ở quê mình người ta ứng dụng rất là nhiều cái này nha các bạn. Đó, hình loại trung là 180 cành này, và loại lớn thì dành cho mấy anh em xài đồ nó lớn hơn nữa, motor 4 5 ngựa là vô tư nha. Con này là 100 ampe, nó cũng hãng Hornet các bạn. Đó, nhưng mà bộ nó to, đây bộ nó to như thế này. Đó, và nó thì có một cái điều khiển cũng như cái bộ kia luôn. Đó, cũng là càng kéo pin này các bạn. Thì anh em mà con này thì điều khiển lên tới 3 cây số nha các bạn, bộ lớn thì nó điều khiển lên tới 3 cây số cho cái tầm xa hơn. Rồi giá của cái bộ này thì lanh quanh vào khoảng là 280 cành một bộ như này. Ok, mình nhắc lại này, bộ nhỏ là 100, bộ trung là 180 và bộ lớn là 280. Đó, anh em coi thứ nhà mình xài cái máy gì to nhỏ là sao. Mà nếu anh em ví dụ như xài đồ nhỏ mà xài đồ bộ lớn thì chắc chắn là nó sẽ bền bỉ hơn các bạn. Giống như một con trâu mà nó mạnh thì nó sẽ kéo một cái cày nó dai sắc hơn một con trâu yếu vậy các bạn. Rồi ok nha. Một cái ứng dụng mà mình thấy nó rất là hữu hiệu trong cuộc sống gia đình á các bạn. Đây thì trong nhà thành phố thì mình không nói nha các bạn, nhưng mà nhà quê á thì mỗi người á, họ sẽ có một cái giếng. Đây, giếng đào hay giếng khoan gì thì không biết, nhà mình thì sử dụng cái giếng đào rất là lâu rồi. Đó. Thì người ta sẽ dùng một cái motor như này. Motor nhà mình là hiện tại đang sử dụng motor 1 ngựa rưỡi. Đó. Khoảng 1 ngựa rưỡi thì hơn 1.000W xí. Công suất con này thì chắc tầm khoảng 340A tới lại thôi các bạn, không có cao đâu. Mình ước tính cái được cái công suất của nó nha các bạn, cái cường độ của nó. Đó. Thì thay vì ngày xưa các bạn, ngày xưa trước khi mình lắp cái bộ này á, thì mỗi lúc mà bơm nước các bạn là mình phải chạy từ trong nhà kia này. Đó, mình chạy vòng ra đây. Đấy, để mình gắm cái phích điện này vô đây. Đó. Gắm cái phích điện vô cái lỗ điện này, để nó cái dây motor các bạn nó từ cái motor này này. Nó leo lên này, nó mới chạy được cái motor đây, hoặc là mình phải câu dây điện từ đây, motor này vô tới trong nhà. Đó, nhà đây hoặc nhà đây thì cũng được, hoặc mình phải câu motor vô tới trong nhà để mình cắm điện từ xa đó các bạn. Thì nó sẽ dây điện, một vấn đề nó là dây điện rất là lằng ngoằng, mà dây điện lằng ngoằng thì nó sẽ không bao giờ an toàn được các bạn. Đó. Còn từ ngày mình lắp cái bộ này các bạn, chỉ cần ở trong nhà bấm phát chạy. Thì cái bộ này á, cái bộ này là cái bộ nhỏ các bạn, bộ nhỏ thì công suất nó 40A đây các bạn này. Đó, mình lắp thì anh em lưu ý là lắp cái bộ này thì mình thiết kế cái trong nước cho nó nha các bạn. Đây, ở đây nó mình cũng làm một cái hộp nhựa này, rồi mình chắc ăn nữa mình cột cho nó thêm một cái bị ni lông đó, thì mình như vậy thì cũng chắc ăn lắm rồi đó. Đó, và mình tạo cho nó hai cái đầu phích cắm này các bạn, 1 2 này, một đầu in và một đầu out. Đây là đầu out ra motor này các bạn, xuống chạy cái cọng dây này theo xuống motor này. Đó, xuống motor đó. Thì
với cái khoảng cách đây mà từ đây vô trong nhà thì nó cũng không xa, nó tầm khoảng 200m thôi, nhưng mà bộ này thì nó hoạt động được một cây số đó. Nhưng mà nó bị một vấn đề đó là cái tường các bạn, nó dài, nó xa là nó bị cản cái tường, nhưng mà cũng không ảnh hưởng, tại vì cho dù có tường thì mình ước tính nó cũng lên tới cản trở này lên khoảng 500m thôi chứ không nhiều đâu đó. Thì bây giờ các bạn coi này, mình bấm một phát là nó chạy on đó, motor mình chạy này các bạn. Khi mình bấm on thì trên kia nó sẽ xanh nha các bạn, off này, đỏ này, đó, xanh, đó, nó kêu đá tạt tạt cái relay các bạn, này, anh em nghe này, đó. Rất là tiện nha các bạn, đó, một ứng dụng mới phải gọi là rất là hay. Đó. Motor thì anh em ướp trần nha, tại vì những cái motor dân dụng bình thường ở nhà các bạn, nó không có vượt quá 2.500 quá đâu. Con này thì tầm khoảng hơn 1.000 W thôi, 1.500 thì nó cũng tầm đó thôi chứ nó tầm 1.200, 1.200, 1.200 W các bạn. Đó. Còn những cái vùng mà điều kiện nó hơi vướng ngày chính là bạn chúng ta kéo antenna lên nha các bạn, nó kéo antenna lên, hoặc là chúng ta sẽ mở cái antenna nhỏ nhỏ ở trong này nè các bạn, nó có một cái antenna nhỏ nhỏ ở trong này này, cuốn này chúng ta kéo ra là nó sẽ mạnh thôi. Còn bây giờ thì mình thử vô nhà cho các bạn coi. Đó, từ đây ra đó thì tầm khoảng 50m các bạn, đi vô đây thêm nữa thì còn tầm khoảng 10 mấy mét nữa, thì nó cũng phải lên tới 50-60m, và nó cản vách tường vách đồ rất là nhiều nha. Còn cái bồn nước nhà mình nó nằm bên kia các bạn, thấy không? Đó là cái hồ nước. Bây giờ mình bấm cho các bạn coi này, là từ đây qua ngoài kia này, bấm cái này chảy này các bạn. Đó, các bạn nghe nước xào xào không? Bơm lên bơm xuống rồi muốn tắt là tắt. Nên cho dù có trời mưa hay trời nắng trời gió gì các bạn, chỉ cần ngồi trong nhà và bấm thôi, không có cần chạy ra chạy vô, mà nó rất là an toàn các bạn. Mình thấy những cái này thì nó ứng dụng rất là hay. Thì anh em mà ở nhà quê nhà đồ các bạn, hoặc là chúng ta ở nhà phố nhưng mà chúng ta cần điều khiển cái điện gì từ xa thì chúng ta dùng cái này nha các bạn. Nó không chỉ motor mà nó điều khiển tất cả mọi loại thiết bị điện. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình view cái khác nha. Rồi, tiếp theo là một cái bộ mà dành cho mấy anh em xài gia đình, anh em làm xây dựng. Gia đình gì đó làm vẫn được nha các bạn, vẫn tốt hết. Đó là một cái thước laser đo góc vuông. Đó. Con này thì hiện tại thì nó sử dụng pin 3A. Cái thước này bằng nhựa nha các bạn. Bỏ 3 viên pin vô này. Đây nó có hai cái hít cao su để chúng ta hít lên gạch ạ. Bỏ pin vô đây và chúng ta ấy, thì cái này thì nó đo được một cái góc vuông, chúng ta mà treo tranh ảnh được các bạn, treo tranh ảnh hay là treo đây này, treo tranh ảnh này rồi làm ổ điện rồi này các bạn, thi công ổ điện rồi lót gạch lót đồ á, kiểm tra góc vuông nữa các bạn, hàng đồ đó thì nó hay, rất là hay. Trên này thì nó sẽ có những cái thanh chia độ, trên này nó có cho chúng ta là mấy cái thước căn này các bạn, căn thủy này, chúng ta cái muốn cho nó thẳng thì chúng ta canh giữa này, đây cũng vậy. Đây để mình bỏ pin vô mình lắp cho bạn coi nha. Đây các bạn, thì ở đây nó có cái đế cao su nó hít rất là kỹ nha các bạn, chúng ta muốn mở chúng ta phải đẩy cái này xuống đó. Nó có hai cái này để chúng ta hít lên tường á. Bây giờ chúng ta chỉ cái việc là ấn lại xuống là nó hít này, đây, bật lên đó, các bạn, nó có hai cái tia góc vuông nha các bạn, 90 độ, 90 độ này để chúng ta làm việc nha. Thì nó cũng đơn giản vậy thôi. Cái thước này thì giá là 120.000 một cái nha. Ok. Rồi, tiếp theo là máy hút bụi Dyson nha các bạn. Thì máy hút bụi này thì đợt này mình phân ra hai loại cho anh em cho dễ dàng nha. Đó, thứ nhất là cái loại mà cái này là tất cả là V6 nha các bạn. Đây là hút bụi Dyson V6 hết. Thì ở đây thì hàng là hàng nhập hàng bãi của Nhật về, nên pin mình không bao, mình nói trước luôn mình không bao pin. Anh em nào mua về mà gặp pin ngon thì chúng ta xài, mà không pin không ngon thì chúng ta có thể mua pin khác hoặc là chúng ta đóng lại pin. Còn bên mình thì bán dày cho nó nhanh nha các bạn, tốt nhất là không bao pin để đỡ mất lòng á, mình nói trước thì nó không có mất lòng sau này. Nhưng mà mình thấy cây nào để rất là lâu bạn, những cây này mình để hơn năm nay bóp cò là chạy nha các bạn, rất là êm. Và mình chỉ cho anh em cách vệ sinh luôn nha.
Thì ở đây thì nó có hai dòng, một dòng á, tất cả V6 nhưng mà hai dòng nha. Một dòng là cái đít này á, chúng ta không tháo rời được. Chúng ta tháo rời chúng ta phải mở ốc. Chúng ta đó. Đó. Còn một cái dòng á là chúng ta có thể tháo rời được cái đít này. Tháo rời này là mục đích là để vệ sinh, với lại nó nhanh gọn các bạn. Nó cũng chức năng như nhau cả. Cái này chúng ta tháo bằng ốc, chúng ta tháo bằng nhanh này. Cái cục này thì mai mốt anh em mua trên Shopee nó cũng 40.000 cục thôi các bạn. Cục này nè, để chúng ta thay thế. Đó. Thì thiết kế của con những con Dyson này các bạn, động cơ thì nhỏ thôi, động cơ chút xíu như này thôi. Nhưng mà cái độ làm việc các bạn nó rất là mạnh nha. Đây là con bụi Nhật này các bạn. Còn bụi khi mình bán các bạn thì mình sẽ vệ sinh sơ bộ nha các bạn, không vệ sinh kỹ nhưng mà mình có vệ sinh sơ bộ để anh em về anh em đỡ phải nhìn nó dơ dãi á. Đó. Đó, con nào thì cũng chạy hết nha các bạn. Đó, có con là pin yếu, có con pin mạnh. Như này đi, Dyson V6 thế này các bạn. Đó. Thì những cái dòng này thì chúng ta muốn vệ sinh nó thì chúng ta bật cái nút đỏ này các bạn. Một cái là nó bật cái nắp này ra này. Đó. Bật cái nữa là nó rớt luôn cái đít này ra, chúng ta vệ sinh này các bạn. Nó rớt luôn cái này ra. Chúng ta vệ sinh. Đó. Thì cái này thì họ xài xong họ chưa có vệ sinh các bạn. Mình sẽ dùng máy xịt, mình xịt đỡ cho các bạn nha. Máy đường cơ bản cho nó sạch. Và con này thì thiết kế này các bạn, nhìn dài cứ nghĩ là hồi xưa mình cũng nghĩ những nhìn thiết kế dài á là để cho nó đẹp thôi, nhưng mà thật sự nó là một thiết kế khí động học nha các bạn. Đó. Những cái lượng khí đi qua nó hút rất là mạnh luôn nha. Ở đây gắn vô thì chúng ta vệ sinh, chúng ta gắn vô như này, rất đơn giản thôi. Pin á thì chúng ta mở con ốc này, chúng ta lôi con pin ra. Còn vệ sinh thì chúng ta vệ sinh toàn bộ nha các bạn, vệ sinh là vệ sinh hết trong ngoài luôn để nó mạnh hơn, nó thông thoáng, nó hút mới mạnh được các bạn. Đó là cái dòng có đuôi này, còn cái dòng không đuôi này các bạn, cái dòng không đuôi thì nó cũng vậy thôi, chúng ta cũng vỡ y xị như nhau, cũng pin như thế này luôn, không khác gì cả. Đó, khác cái đít thôi. Thì mình chắc chắn là anh em sẽ chọn cái con này nhiều hơn nên giá con này nó sẽ cao hơn một chút nha. Đó. Và đi kèm với nó thì nó sẽ có cái ống các bạn, mình cố gắng mình lựa ống trùng màu với lại ấy cho các bạn, nhưng mà ví dụ như trường hợp mà nó bí quá thì anh em thông cảm nha. Đây thì một con Dyson này thì nó mình sẽ đi kèm cho anh em là một cái ống đó, một cái ống và một cái chổi như này. Đây là cái chổi đó các bạn, chổi này thì chúng ta về là chúng ta mở con ốc này ra này, chúng ta vệ sinh hết trong ngoài rồi lấy đồ cắt cái tóc trong này ra các bạn, dính tóc này. Đó, rồi cái đây là cái chúng ta gắn cái này vô. Đó, chúng ta gắn máy vô. Đây các bạn, mình thử một con này. Chân nó giống nhau nha. Đây các bạn. Thì một máy như thế này, và anh em mua thì nó sẽ có một cục sạc đi kèm nha các bạn. Cục sạc của nó là cục sạc Dyson chính hãng luôn. Đây. Cục sạc nó là cục sạc này nha các bạn. Cục sạc này. Đây là cục sạc xịn của ai Dyson. Nếu anh em mà bị mắc cục sạc này, chúng ta phải bỏ 250.000 để chúng ta mua cục sạc này nha. Nó không có rẻ chút nào đó các bạn. 250.000 cho cục này. Đó, riêng cục sạc không là anh em lên Shopee cứ sợ đi, 250.000 đó. Nó máy như này các bạn. Đó. Và con này thì khi bóp cò thì bên này nó sẽ chạy nha các bạn. Đó. Là cái chổi này nó quay này các bạn. Đó. Và cái chế độ linh hoạt các bạn. Đó. Anh em coi này, nghiêng qua là lắc qua nghiêng lại lắc lại này. Công việc nói chung là nhà mình mà có cái này rồi á thì công việc vệ sinh nhà cửa nó đơn giản lắm các bạn, không cần phải dùng cái chổi đót mà quét đi quét lại đâu, cái này cứ làm vệ sinh như này. Đó. Vệ sinh sau khoảng 2-3 lần vệ sinh á, chúng ta sẽ mở cái bụi này chúng ta ra, chúng ta vệ sinh, chúng ta tháo nó, chúng ta đổ bụi đi là xong. Và xài xong thì chúng ta cứ việc là để cho nó đứng ở trong một cái chỗ góc nhà các bạn. Đây ví dụ như mình để gọn gàng như trong góc nhà như này. Đó. Đó. Là nó tiết kiệm không gian nữa các bạn, và nhà chúng ta nó sang hơn một chút nha. Đó. Rồi thì máy hút bụi Dyson mình đang bán với giá là đây có giá này các bạn, đối với cái con mà không đuôi á mình gọi là cục đuôi và có đuôi đi cho nó lẹ, đuôi và có đuôi, cục đuôi á là 680 và có đuôi là 720, tùy anh em chọn. Máy thì như nhau cả, ngoại hình như nhau. Đó. À còn cái này nữa các bạn, chúng ta về chúng ta mua bên chúng ta vệ sinh này nha các bạn. Anh em nào là chịu khó là đem giặt luôn là phơi khô, đút vô. Đó. Nói chung là những cái bộ lọc gió này thì chúng ta làm xiên một chút thì máy nó mới mạnh được các bạn. Rồi, màu sắc thì
đó, có màu bạc, màu titan, màu xanh, màu hồng, cũng khá là nhiều màu á. Rồi ok, giá là mình báo rồi đó,